Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Nay Xuân Nhật Việt sẽ review cho các anh chị và các bạn dòng thảm massage chân của Nhật Bản nhé. Thì rất là nhiều khách có hỏi và có muốn shop được quay video review sản phẩm về dòng thảm massage chân. Thì nay em sẽ quay để cho các anh chị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm nhé. Thì sản phẩm thảm massage chân thì sẽ có hộp, nó sẽ bên ngoài nó sẽ như này ạ. Hộp thì được thiết kế khá là đẹp. Chúng ta có thể mua để đi tặng hay là mua để sử dụng đều rất ok. Trên hộp thì chữ bằng tiếng Nhật nhé. Hàng này là hàng được đặt trực tiếp từ Nhật về, bán cho thị trường Nhật Bản. Kích thước của thảm thì là 100x34cm. Thương hiệu là Lavi. Thì dòng thảm này đấy ạ, thông số của nhà sản xuất, tức là thảm sẽ là thảm của Nhật, bán cho thị trường Nhật, nhưng mà sẽ được gia công ở Trung Quốc nhé. Thì thảm hiện tại các cái công ty, nhà máy sẽ đều đặt nhà máy ở Trung Quốc, nhằm mục đích chính là để giảm chi phí cho người tiêu dùng. Vì lao động của Nhật thì giá thành nó rất là cao, thế nên là nếu như cùng một sản phẩm mà do người Nhật làm ra thì giá sẽ đội lên gấp 2, gấp 3 lần so với giá gốc. Thế nên là hầu hết các công ty bây giờ đều mượn nhà máy nước ngoài để gia công, ví dụ như là Trung Quốc, Việt Nam hay các nước khác. Đó thì là nguyên nhân mà trên hộp của nó sẽ ghi Make in China nhé. Còn hàng thì vẫn là hàng đạt tiêu chuẩn hàng nội địa, nên các anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng ạ. Thì hộp bên ngoài của sản phẩm là như này. Còn bên trong sản phẩm ạ, đây em đã bóc sản phẩm ra để cho các anh chị dễ hình dung. Thảm sẽ có kích thước như này. Trên thảm thì sẽ được thiết kế bởi các cái viên. Viên này thì nó là bằng nhựa, tuy nhiên thì là nhựa chắc chắn nhá. Nên chúng ta đi trên, dẫm lên thì hoàn toàn vô tư, không sợ là bị móp méo đâu, bởi vì nhựa này rất cứng luôn ạ. Chỉ sợ chân đau thôi chứ không sợ hỏng ạ. Đó, các viên nhựa được gắn trên thảm nhá. Các viên nhựa này thì được vít vào rồi rất chắc chắn luôn ạ. Thế nên là chúng ta cũng không sợ, được vít chắc chắn này. Và thiết kế của thảm thì họ sẽ thiết kế là theo chiều là giảm dần nhá, từ giảm cho đến tăng dần nhá. Tức là các cái độ cao của các cái viên nhựa này thì sẽ được thiết kế ban đầu là sẽ nhẹ nhàng để chúng ta đi làm quen, êm chân, không thấy đau. Đấy, sau đó thì cái độ khó nó tăng dần. Tức là càng về sau thì các cái viên này nó sẽ càng nhọn hơn. Mục đích của họ thiết kế những cái viên nhọn hơn như này nhằm mục đích là khi chúng ta dẫm vào thì các cái đầu nhọn này sẽ tiếp xúc trực tiếp vào các cái huyệt đạo, làm cho các cái huyệt đạo của chúng ta được lưu thông. Và đó cũng là một tác dụng, gần như là cái tác dụng chủ yếu của chiếc thảm này, để giúp các huyệt đạo lưu thông, máu huyết lưu thông. Đó. Thế nên là khi mà chúng ta đi thì chúng ta sẽ đi từ nhẹ nhàng cho đến tốc độ nó từ nhẹ nhàng cho đến cái tốc độ khó hơn. Đó, thì khi mà chúng ta ngày chúng ta chỉ cần đi vài vòng như này thôi là chúng ta đã cảm giác rất là thốn rồi. Bởi vì nó giữ cái đầu nhọn này nếu chúng ta đi qua được thì nói chung là chân chúng ta cũng sẽ cảm giác là khá là buốt và đau. Đấy, nhưng mà nó chỉ trong thời gian khi chúng ta đi thôi, còn chúng ta xuống thì mọi thứ lại bình thường ngay. Thế nên là nếu như có thảm thì các anh chị cũng hay chịu khó một ngày đi một vài lần để giúp cho cái gọi là các cái huyệt đạo của chúng ta được lưu thông, được bấm, nó gần như là bấm huyệt đấy ạ, bấm huyệt một cách tự nhiên. Thì dòng thảm này nó không dùng điện, thế nên là chúng ta cũng không phải sợ hỏng hóc khi mà sử dụng các cái sản phẩm điện tử, rất là bền và an toàn. Chúng ta có thể là để ở nhà, trải vào cái chỗ nấu bếp hoặc là các cái chỗ ở trong phòng ngủ hay là phòng tập, phòng chơi để chúng ta có thể tập luyện hàng ngày thì rất là ok ạ. Thì đây là một trong những cái sản phẩm thảm massage chân mà shop cảm thấy ưng ý và thấy phản hồi khách hàng tốt nhất. Các anh chị mà có nhu cầu mua thảm thì vui lòng liên hệ với shop nhé. Số điện thoại của shop là 0983 131 528 ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của shop. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở các video tiếp theo ạ.